ok à, chúng ta sẽ vào với cả cái bổ ngữ chỉ trạng thái đầu tiên thì bổ ngữ chỉ trạng thái là được sử dụng khi miêu tả phán đoán hoặc đánh giá kết quả trình độ trạng thái Đấy. À, theo lý thuyết là như vậy công thức của nó thì chúng ta à, nhìn thấy là động thư cộng với cả tợ xong cộng với cả hình dung từ Đấy ạ. À, chúng ta sẽ lấy một số cái ví dụ về cái bổ ngữ chỉ trạng thái này ở đây có, chúng ta nhìn trên màn hình chúng ta nhìn thấy ạ. À, đầu tiên là tha xuế tợ khấn hảo. À, Ở đây thì à, để các bạn hiểu rõ hơn thì các bạn nên à, đọc kỹ cái phần à, định nghĩa của nó. Bổ ngữ chỉ trạng thái được sử dụng khi miêu tả này, phán đoán hoặc đánh giá kết quả trình độ trạng thái. Cụ thể hơn là hành vi, động tác hoặc là trạng thái mà bổ ngữ miêu tả hoặc đánh giá là mang tính thường xuyên hoặc xảy ra hoặc là đang tiến hành đã xảy ra hoặc là đang tiến hành. À, ở đây để mà dễ hiểu hơn đây là cách à, họ nói ở trong theo đúng ở trong ạ, trang 134. À ngay trong cái à, định nghĩa của nó chúng ta thấy rằng à, nó nói về cái nó có một cái từ là kết quả trình độ trạng thái thì ở đây là trình độ là gì ạ trình độ là ví dụ như cái việc học thì chúng ta thấy là học giỏi học tốt à, ví dụ như chạy thì có chạy nhanh chạy chậm chạy bình thường hoặc là chạy như nào đó đúng không đấy là việc à, trình độ còn ví dụ trạng thái là trạng thái thì ví dụ như anh dậy sớm dậy muộn thì cũng là một trạng thái đúng không đấy à, chúng ta sẽ vào những cái ví dụ ở trong cái phần này để chúng ta thấy rằng à, làm cụ thể làm rõ ràng hơn à, đầu tiên thì chúng ta sẽ vào với Tha xuế tự khấn hảo à, anh anh ấy học rất là giỏi à, mang cái trình độ đúng không trình độ học giỏi hoặc ở đây là à, học không giỏi thì à, à, tha xuế tự pu hảo là được đúng không tiếp tục tha xuế khán ủy xuế tự khấn hảo có một cái mà chúng ta thấy nó đã khác biệt ở đây rồi ta suối khán hủy suế tợ khấn hảo khi mà động từ mang một cái tân ngữ đi kèm thì cái động từ đó phải lặp lại một lần nữa chúng ta nhìn thấy cái động từ đó lặp lại ngay một lần nữa suối khán ủy, suối tợ khấn hảo Đúng không? chứ chúng ta không được sử dụng là suối khán hủy tợ khấn hảo suối khán hủy suối tợ khấn hảo ok tiếp tục Tha mẩy thiên Chỉ đợi khấn chảo Anh mỗi ngày Anh ấy dậy rất là sớm à, Chỉ Ở đây trong từ chỉ choáng đúng Chỉ đợi khấn khấn chảo à, Nếu mà chúng ta có từ chỉ choáng Thì chúng ta sẽ phải sử dụng Nó là gì à, Tha mẩy thiên chỉ choáng Chỉ đợi khấn chảo à, Tha mẩy thiên chỉ thoáng Chỉ đợi khấn chảo khi nó mang theo một cái tân ngữ đấy, thì nó phải gì ạ lặp lại cái động từ ok tiếp tục cái ví dụ ở phía dưới này à lão sư xua tợ khẩn trinh chủ lão sư xua tợ khẩn trinh chủ nghĩa là thầy giáo nói rất là rõ ràng à, xua tợ khẩn trinh chủ ok trinh chủ rõ ràng đấy ạ từ mới. OK, um, chúng ta vào cái hình thức phủ định của nó. Phủ định của nó thì động từ cộng với tợ, xong rồi cộng với pu, cộng với hình dung từ. À, chúng ta gì tha xua tợ pu liếu lị, li. tha xua tợ pu liếu lị. Li. anh ấy nói không lưu loát, liếu lị, li, lưu loát. Nha xuôi kha nủy xuôi tự pu liếu lì lại hình thức lặp lại của động từ khi mà nó mang kèm theo tân ngữ đấy chưa? xuôi kha nủy xuôi tự pu liếu lì tương tự như cái thể khẳng định của nó thì thể phủ định của nó chúng ta cũng phải lặp lại động từ là một phát nữa à khi động từ nhá, mang tân ngữ thì chúng ta sẽ động từ mang tân ngữ thì chúng ta đặt ở phía trước rồi đi ạ sau đó chúng ta lại đến động từ rồi lại quay lại đúng cái thể này chưa xu khai nữa xua tạ pu liếu lị thì chúng ta để ý à, như ở đây nó chỉ là cái cụm này để nói về cụm này giống mang giống hệt theo cái cấu trúc ở phía trên còn ở cái ở phía trên này là à, chỉ cần chú ý khi nó có tất ngữ thì chúng ta phải lặp lại cái động từ ok tiếp tục Tha trang tạ Tha trang tạ pu hảo Tha trang tạ pu hảo người anh anh hát không hay thì ở đây chúng ta lại tiếp tục là trang cửa tha trang cửa trang tự bu học ok à, ngoài công thức này ra thì chúng ta phải chú ý đến động từ mang tân ngữ thì chúng ta phải lặp lại động từ chú ý vấn đề đấy Đấy. chuyển sang hình thức nghi vấn của nó hình thức nghi vấn của nó thì chúng ta sẽ à, lặp lại hình dung từ đấy hình dung từ động từ cộng với tợ cộng với hình dung từ cộng với pu cộng hình dung từ được chưa? lặp lại. Hình dung từ pu hình dung từ đấy, được Ví dụ này. Tha xua khan ni suo de hao bu hảo Đấy. Hao bu hảo, hình dung từ. Thêm từ pu vào giữa. Đấy, được chưa? Hao bu hảo. Tha chin thiên chỉ choáng, chỉ de Chảo bu chảo chỉ tại cháu nghĩa là anh ấy hôm nay ấy dậy có sớm không à, nếu mà các bạn không muốn sử dụng hình thức này thì các bạn có thể mà hình dung là một cái cách nghi vấn khác của nó đó là Tha xua kha nỉ xua tạ hảo má xua tạ hảo má chúng ta thêm ma ở phía à, ngoài hình thức này ra thì chúng ta sẽ thêm hình thức yeah. tại sao tôi lại viết cái hình cái 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 này? chủ yếu bởi vì cái này nó mới nó giống cái sách giáo khoa nhưng mà trên cái ngôn ngữ cái giao tiếp của chúng ta cái giao tiếp thường chung thì chúng ta có thể sử dụng cái cách này và nó cũng khá là phổ biến vậy xua tạ hảo ma Tha xua xua khá xua tạ hảo